Như một thông lệ trước thềm mỗi giải đấu lớn, từ các kênh truyền thông đại chúng cho đến cá nhân từng cổ động viên đều có chung một câu hỏi rằng 11 cái tên nào sẽ được điền vào đội hình ra sân của các đội bóng. Tuy nhiên với giải đấu năm nay, câu hỏi này đang trở nên hóc búa hơn bao giờ hết, đặc biệt là sau một mùa giải vô cùng khắc nghiệt và đầy biến động. Tại Euro 2020, mỗi đội có 26 cầu thủ được triệu tập. Chúng ta sẽ có 5 sự thay đổi mỗi người trong mỗi trận đấu, 6 nếu như trận đấu đó bước vào hiệp phụ. Và hơn nữa, với thể thức gồm 24 đội tham dự, sẽ có những đội bóng không cần bung hết sức để có được hai vị trí dẫn đầu vòng bảng mà vẫn có thể giành quyền đi tiếp. Do đó, cụm từ xoay tua đội hình sẽ là cụm từ mà người theo dõi bóng đá phải làm quen với nó ở trong mùa hè này, đặc biệt là tại giai đoạn vòng bảng. Điều này là đặc biệt cần thiết với trường hợp của đội tuyển Anh và Gareth Southgate, người đã công bố một bản danh sách rất đáng chú ý và có chiều sâu đáng kinh ngạc ở một số vị trí nhất định, nhưng đồng thời lại khá mỏng ở một số vị trí khác. Cụ thể, ông Southgate sở hữu nhà đương kim vô địch La Liga là Kieran Trippier, một nhà đương kim vô địch Premier League là Kyle Walker và một nhà đương kim vô địch Champions League là Rich James ở cùng một vị trí hậu vệ cánh phải. Đấy là còn chưa kể trường hợp phải rút lui vì chấn thương của Trent Alexander-Arnold trong trận giao hữu với đội tuyển Áo. Một vị trí khác mà đội bóng này cũng đang gặp phải cuộc khủng hoảng thừa, đó là vị trí tiền vệ tấn công cánh trái, nơi mà những Jack Grealish, Mason Mount hay là Phil Foden đều đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất tại câu lạc bộ chủ quản của mình. Cả ba người họ đều không hề được cân nhắc cho đội hình của Southgate tại World Cup 2018, nhưng tính ở mùa giải này, ba cái tên đó có thể dễ dàng lọt vào đội hình tiêu biểu của Ngoại Anh mùa giải 2020-2021. Khác với hai vị trí kể trên, người ta sẽ không dành từ lý tưởng nếu nói về vị trí người gác đền của Tam Sư. Kể từ sau World Cup 2018, Jordan Pickford đã thể hiện một phong độ tương đối thất thường tại Everton, cho dù anh cũng ít khi mắc sai lầm khi chơi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Vấn đề về chấn thương cũng như thể trạng của những Jordan Henderson, Declan Rice và Calvin Phillips trong suốt mùa giải vừa qua cũng đem lại cho người ta những hoài nghi về chiều sâu của đội tuyển Anh ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Southgate đã nói rõ ràng rằng ông ấy muốn có lựa chọn để sử dụng cả hàng thủ 3 và 4 người trong giai đoạn này. Điều đó có nghĩa là đội hình của ông ấy có phần quá tải với số lượng các trung vệ. Các cầu thủ Conor Coady và Ben White có lẽ sẽ chỉ xuất hiện nếu Southgate quyết định sử dụng hàng thủ 3 người. Nếu có một điểm yếu của Southgate với công tác chỉ đạo ở các giải đấu quốc tế thì đó chính là việc hoàn thiện về tư duy và nhãn quan chiến thuật. Ở kỳ World Cup vừa qua, Tam Sư nhập cuộc rất tốt trong các trận đấu với Colombia và Croatia trước khi những thay đổi về mặt chiến thuật từ phía đối phương khiến cho tuyển Anh của ông bộc lộ ra những điểm yếu của mình. Và ở những khoảnh khắc đó, Southgate dường như không thể phản đòn. Ở giải đấu năm nay, khi trong tay đã sở hữu những con bài chất lượng hơn, chúng ta sẽ phải chờ xem người đàn ông này sẽ có những bước đi như thế nào. Tuy đội tuyển Anh ở giải đấu lần này dự báo sẽ có nhiều thay đổi so với năm 2018, nhưng có một điều chắc chắn sẽ không đổi trên hàng công của họ, đó chính là vai trò của Harry Kane, người đã có một mùa giải tuyệt vời trong màu áo của Tottenham Hotspur. Anh kết thúc mùa giải Ngoại Anh với cú đúp danh hiệu cá nhân khi giành cả chiếc giày vàng lẫn vua kiến tạo. Điều này cho thấy Kane sẵn sàng trở thành hạt nhân trong từng pha lên bóng của tuyển Anh và có thể là một ngòi nổ với sự hỗ trợ của những Foden, Mount, Grealish và Sancho. Trận đấu mang nhiều duyên nợ nhất tại bảng D có lẽ là trận derby đảo quốc sương mù giữa Anh và Scotland, cặp đấu có tuổi đời lớn nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế. Như Southgate, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Scotland, ông Steve Clark cũng là một người có sở thích thay đổi nhân sự và sơ đồ chiến thuật. Trong suốt sự nghiệp cầm quân gần 10 năm của mình, chiến lược gia người Scotland đã chứng minh được ông là một người vô cùng nhạy bén về mặt chiến thuật. Bên cạnh những ngôi sao như Andrew Robertson, Kieran Tierney hay là Scott McTominay, những người có khả năng cạnh tranh cho một suất đá chính ở đội tuyển Anh, họ cũng sở hữu cho mình không ít những gương mặt thân quen hiện đang thi đấu tại giải Ngoại Anh. Ở hàng tiền vệ, chúng ta có thể kể đến những cái tên như là John McGinn của Aston Villa hay là Billy Gilmore của Chelsea, những người đã không còn xa lạ gì với bóng đá Anh. McGinn được ví như Zidane của Scotland, anh sở hữu khả năng đi bóng lắt léo cũng như khả năng sút xa tuyệt vời và sẽ là một phương án tấn công thú vị. Bên cạnh đó, ông Clegg cũng có thể trông chờ vào những cái tên đáng tin cậy hiện đang thi đấu ở giải quốc nội như là Callum McGregor của Celtic, một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm với bộ kỹ năng tương đồng với McTominay, hai người đồng đội của anh cũng tại Celtic là David Turnbull, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua của đội bóng này. Với việc sở hữu trong tay nhiều lựa chọn tốt ở hàng tiền vệ, ông Steve Clegg có thể sử dụng McTominay trong một hàng thủ 3 người để tận dụng khả năng điều phối bóng của cầu thủ hiện đang thi đấu cho Manchester United. Trên hàng công, Scotland cũng có một chiều sâu khá đáng nể. Cái tên đáng chú ý nhất của họ chắc chắn là Chi Adams, cầu thủ chỉ quyết định lấy quốc tịch Scotland vào hồi tháng 3 vừa qua, nhưng dường như sẽ có chắc một suất đá chính ở kỳ Euro này. Một cầu thủ đa năng khác là Ryan Christie cũng sẵn sàng để gánh vác trọng trách trên hàng công của Scotland. Anh có thể chơi ở cả 3 vị trí phía sau tiền đạo. Ngoài ra, Scotland cũng sở hữu cho mình một chuyên gia không chiến là Leighton Dyche,
người đã có một mùa giải tốt trong màu áo của Queen Park Rangers. Ông Steve Clegg ưa thích một sơ đồ với hàng thủ 3 người, từ 3-5-2 đến 3-4-1-2 hay là 3-4-2-1. Tất cả đều đã được sử dụng để giúp đội tuyển Scotland có mặt tại vòng chung kết Euro ở mùa hè này. Một trong những lý do khiến vị huấn luyện viên này ưu tiên sử dụng sơ đồ như vậy là vì ông sở hữu cho mình hai hậu vệ trái vô cùng xuất sắc là Andrew Robertson và Kieran Tierney, một cơn đau đầu mà chắc nhiều người cũng muốn có. Để có thể sử dụng cả hai cầu thủ này, ông đã bố trí Tierney ở vị trí trung vệ lệch trái, một vị trí mà cầu thủ này đã từng đảm nhiệm ở Arsenal, và Robertson ở vị trí hậu vệ bên trái, vị trí quen thuộc của cầu thủ này trong hệ thống của Liverpool. Sẽ là một bất ngờ nếu chúng ta nhìn thấy Scotland ra sân mà không có bất cứ một thay đổi nào trong đội hình xuất phát tại Euro lần này. Nếu thầy trò huấn luyện viên Steve Clegg có thể vượt qua vòng bảng, thì nó chắc chắn sẽ có dấu ấn chiến thuật đến từ chiến lược gia 57 tuổi này. Hai đội bóng còn lại góp mặt ở bảng D thì lại sở hữu những đội hình xuất phát dễ đoán hơn. Dẫu vậy, họ vẫn chứa đựng những ẩn số chiến thuật sẽ giúp định đoạt cục diện của bảng đấu này. Người hâm mộ chắc hẳn vẫn còn nhớ tới đương kim Á quân World Cup 2018, đội tuyển Croatia của ông Slatko Dalic vẫn giữ cho mình một bộ khung giống với cách đây 3 năm, dù đội hình này đã lớn tuổi hơn và không còn đó những Ivan Rakitic hay là Mario Mandzukic. Những dấu hỏi sẽ được đặt ra ở các vị trí đó, song Croatia vẫn sẽ kiên quyết cố gắng chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng. Quả bóng vàng 2018 Luka Modric là người chắc chắn ra sân ở vị trí tiền vệ tấn công, với Marcelo Brozovic và Mateo Kovacic đóng vai phụ phía sau ngôi sao của Real Madrid. Những mảnh ghép mang tên Milan Badeli, Nikola Vlasic hay là Mario Pasalic cũng sẵn sàng để ghép vào đội hình của Croatia mỗi khi họ cần có sự thay đổi. Ở vị trí tiền đạo, Andrej Kramaric nhiều khả năng sẽ là người lĩnh sướng hàng công của đội bóng áo kẻ cà rồ. Những lựa chọn mang tính đột biến hơn bao gồm Bruno Petkovic và Mislav Bosic, những người đã đóng vai phản diện trong đêm kinh hoàng của Spurs tại Zagreb. Họ sẽ có cơ hội để thêm một lần nữa phá hỏng giấc mơ của Harry Kane. Ở các vị trí còn lại thì chẳng có mấy ẩn số khi Ivan Perisic và Ante Rebic vẫn là đôi cánh đáng tin cậy của Croatia. Nhưng họ giờ đã yếu hơn ở vị trí hậu vệ cánh, đặc biệt là khi Sime Vasileko, một mối đe dọa tấn công lớn của đội bóng này 3 năm trước, kết hợp với Modric ở cánh phải, đã gặp không ít vấn đề về thể lực trong thời gian gần đây. Đội tuyển Cộng hòa Séc của Radoslav Šihanović sẽ có một đội hình xuất phát rất dễ đoán nếu không có án treo giò của Ondrej Kudela và chấn thương của tiền vệ cánh Lukas Provod. Šihanović đang thiếu những sự thay thế chất lượng cho cả hai cái tên kể trên. Người Séc giờ đây không còn sở hữu những cái tên hào hoa như Pavel Nedved hay là Tomáš Rosický, nhưng bù lại họ đang sở hữu cho mình những cầu thủ nổi trội ở những khía cạnh khác. Họ là một đội bóng dồi dào năng lượng và làm rất tốt trong các pha bóng đòi hỏi sự chuyển đổi trạng thái nhanh. Họ có những cầu thủ rất chịu khó tham gia tấn công, điển hình là Tomáš Souček của West Ham, người đã có 10 bàn thắng trong mùa giải vừa qua cho đội bóng thành London, và đó chưa kể đến những gì anh này làm được trong khâu phòng ngự. Jakub Kanto là một cầu thủ tấn công chủ chốt khác, chủ yếu là ở bên cánh trái. Tiền đạo Patrick Schick trong ngày của anh ấy là một trung phong xuất sắc, toàn diện, có khả năng liên kết tốt với các đồng đội cũng tự tạo ra cho mình cơ hội ghi bàn. Có lẽ phần quan trọng trong lối chơi của Séc là việc đẩy các hậu vệ cánh lên cao, Jan Borin ở bên trái và đồng đội cũ của anh ấy ở Slavia Praha, Vladimir Kufan cũng làm như vậy ở bên phải. Sẽ là bất ngờ lớn nếu như Anh và Croatia không kết thúc ở hai vị trí cao nhất tại bảng D. Điều đó đồng nghĩa rằng cuộc chạm trán giữa Scotland và Cộng hòa Séc được cho là trận cầu đinh tại bảng đấu này, vì các đội xếp thứ 3 sẽ có 66% cơ hội để đi tiếp, dù không có gì đảm bảo trận đấu ra quân của cả hai đội sẽ là một trận đấu kinh điển.